Trung tâm Sáng tạo Việt Toán Tư duy Soroban Đồng Nai sáng qua đã tổ chức lễ khai trương chi nhánh Trung tâm Toán Tư duy Soroban An Bình tại phường An Bình, thành phố Biên Hòa và trao 20 suất học bổng cho học sinh giỏi trên địa bàn phường. Đây là cơ sở thứ 9 được thành lập tại Đồng Nai. Bước đầu chi nhánh đã chiêu sinh được gần 200 học viên là con em trên địa bàn các phường xã lân cận của thành phố Biên Hòa như Tam Hòa, An Bình, Bình Đa, Long Bình và xã Hiệp Hòa. Toán tư duy Soroban giúp các em học sinh có phương pháp tính nhẩm cực nhanh. Đây là bản quyền của Singapore được đưa vào ứng dụng tại Việt Nam trong những năm gần đây và hầu hết các tỉnh thành đã có các trung tâm giảng dạy loại hình này. Trong đó, Trung tâm Sáng tạo Việt tại Đồng Nai đã đưa chương trình này vào giảng dạy được 4 năm với khoảng mỗi khóa gần 2.000 học sinh theo học tại 9 chi nhánh trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp khai trương, Trung tâm Sáng tạo Việt Toán Tư duy Soroban Đồng Nai đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho những học sinh có thành tích xuất sắc trên địa bàn phường An Bình.